Xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Giang Family TV. Ở đây mình đã có lá mè rửa sạch rồi đây cô chú anh chị. Và ở đây là hai củ cải mình đã gột vỏ xong rồi rửa sạch. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ bào củ cải ra đó cô chú anh chị. Mình có cái bào này rất là tiện luôn. Đây. Đó, bào nó ra nhỏ nhỏ, sợi nhỏ, cọng nhỏ nhỏ như vậy nè cô chú anh chị. Đây là củ cải sau khi bào ra đây. Thì bây giờ anh Giang anh sẽ cho muối vào, anh cho vào một nắm muối. Muối này là muối Việt Nam thôi mọi người. Muối rừng sắc, muối ủ rừng sắc. Muối này ăn cũng ngon lắm. À anh cho vào thêm một chút nữa. Đó. Là tổng cộng là mình chỉ bào một củ rưỡi thôi. Mình trộn đều muối lên, sau đó thì mình sẽ đem đi ủ 10 phút. Để yên 10 phút như vậy. Còn đây là cái chén nước tương anh Giang ảnh đã làm rồi đây mọi người. Cái chén nước sốt này mình dùng để mình quét lên cái lá mè. Ok. Yeah. Inside the sizzle. Chi dầu. The mè sugar. Đường. Green onion. Hành ba rô. Garlic. Tỏi. Korean nước mắm. Nước mắm Hàn Quốc. Chili powder. Bột ớt, ớt bột. This, I don't know this. Củ nén. Và hành tâm đó. Củ nén là hành tâm đó cô chú anh chị. Chanh siro. Siro chanh, siro chanh đường của nhà mình làm nữa. Mình lấy 3 hay 4 lá mè á, xong cái mình chan cái nước xì dầu này vào. Lá mè này đợt trước mình có một video là mình xào đó cô chú anh chị. Còn cái này là mình ngâm với xì dầu. Ăn rất là ngon luôn. Anh Giang ảnh bảo là cái lá mè này chỉ có nước Hàn Quốc là ăn thôi. Chứ không thấy nước. À như có Nhật Bản có ăn cái lá mè này không hả? Mình cũng không rõ nữa. Mà anh Giang ảnh bảo là Hàn Quốc ăn cái lá mè này. Ngoài ra là không có cái nước nào mà ăn cái lá này hết. Hết rồi đây mọi người. Ảnh làm một sấp mỗi lần 5-6 lá như vậy. Cái ảnh chan xì dầu lên cho nó nhanh. Hồi xưa mà ảnh mới làm cái này á, ảnh lấy từng lá ảnh quét quét vào làm rất là lâu luôn. Bây giờ làm cách này nó nhanh hơn nhiều. Anchovy 8 anchovy here. Có 8 à, ở dưới cái đáy nồi là có 8 con cá cơm khô Hàn Quốc đó mọi người. Cái cá cơm mà to to của Hàn Quốc này. Cuối cùng thì mình cho lên một chút nước. Tiếp theo thì mình sẽ cho lên bếp mình nấu. Mình cho vào chút nước á, xong cái mình đậy nắp lại mình nấu khoảng 3 phút. Thì tắt bếp như vậy là xong đó cô chú anh chị. Bây giờ nó sau 3 phút thì nó xìu xuống rồi đó cô chú anh chị. Như vậy là chiên xong rồi. Cái củ cải này là sau khi mình bỏ muối vào mình ướp 10 phút thì nó sẽ xìu xuống như vậy. Rồi mình vác bớt nước ra. Not washing rồi. Not washing. Because small sauce. Cho một chút muối, lúc nãy anh Giang cho một chút muối thôi. Cái nó ra nước, nó xìu xuống thì mình vắt cái nước, bớt cái nước đi, mình không rửa lại. Thì nó sẽ không quá mặn lắm đâu, mình cho ít muối thôi. Tiếp theo mình sẽ cắt ớt và hành ba rô vào. Anh Giang anh nói là anh không hiểu tại sao những ngày gần đây anh rất là thích ăn đồ cay.
cay nóng chua. Tiếp theo mình sẽ cho ớt bột vào, có hai loại ớt bột. Cái này là ớt bột nhỏ, ớt bột nhỏ. Bột mịn luôn á. Cái này là ớt bột to. Đây. Hai muỗng, mỗi thứ một muỗng. Tiếp theo mình sẽ cho giấm. Giấm táo. Ngon. Một muỗng. Hai muỗng. Ba muỗng. Bốn muỗng. Năm. Sáu muỗng. Hết rồi. Tiếp theo là cho đường. Một. Hai. Ba muỗng đường. Hàn Quốc xì dầu. Nước mắm Hàn Quốc. Nước mắm cá cơm đó ông bà cô chú anh chị. Cho một muỗng. Một muỗng rưỡi. Dầu mè. Tiếp theo là cho dầu mè Hàn Quốc. Dầu mè thì cho khoảng 3 muỗng đó. Cái này là bột nêm nấm đó cô chú anh chị, mình cho vào một ít cho nó ngon. Tiếp theo mình sẽ trộn. Mình sẽ cho vào một ít hẹ nữa. Hẹ này là mình rửa sạch xong mình cắt khúc khúc, mình để tủ đông đó. Khi nào cần dùng hay là nấu gì á thì nó rất là tiện và nhanh luôn đó cô chú anh chị. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây 3 muỗng mè rang cho nó thơm. Anh Giang ảnh nếm thử thì ảnh bảo là độ chua nó chưa đạt cho nên ảnh cho vào 2 muỗng giấm nữa đó mọi người. Và tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây là siro chanh đường. Cái hũ siro chanh đường này mình ngâm đến bây giờ là cũng được 9 tháng rồi đó. Màu nó đậm đặc lại luôn, ăn rất là ngon. Cái này mình làm kim chi hay là làm những cái món chua ngọt thì mình dùng cái này ngon lắm luôn á. Hoặc là mình có thể pha nước siro uống cũng ngon lắm. Siro chanh nhà mình rất là ngon luôn. Xong rồi đây cô chú anh chị, nãy giờ anh Giang ảnh bóp, ảnh trộn rất là nhiều luôn. Mình cũng không có tua cái đó đi để cho mọi người thấy là ảnh bóp cho nó nhiều, cho nó đều để cho nó thấm gia vị đó. Thì mình sẽ cho vào cái hộp thủy tinh như vậy, sau đó để vào tủ lạnh. Nó lạnh, nó mát á, ăn chua chua ngọt ngọt, mát mát, ngon lắm. Ăn trời mùa hè nóng nực nữa. Cái này người Hàn Quốc mình thấy là có ăn với cái loại bún á. Không phải bún mà là mì, nấu mì, cái làm cái nước sốt. Đó, cái nước này nè, cái nước trong cái thau này nè, chan vào mì đó, xong rồi cho vào vài cục đá nữa, ăn mát lắm luôn. Cái này thì mình ăn khoảng một tuần trở lại thôi là ngon. Để lâu quá thì nó không còn giòn nữa. It's after 30 minutes more delicious. 30 phút sau thì sẽ thấm gia vị là sẽ ngon hơn đó mọi người. Mình xin được kết thúc video hôm nay tại đây mọi người ơi. Xin cảm ơn tất cả ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem video của gia đình nhà Giang. Nếu mọi người thấy thích những video mà mình chia sẻ, hãy cho nhà mình một like, comment và một đăng ký kênh ủng hộ cho gia đình nhà mình với nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video tiếp theo. Bye bye.